Xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Corera, Corera EST50L50, cũng như là Lady Size nha mọi người, cũng như là 7/8 á. Đó, đèn thì ngoại hình cũng khá là đẹp. Nói chung là cũng có một vài vết xước nhỏ theo năm tháng nha mọi người. Bên chỗ này là nó bị kiểu dạng một đường á. Em dán miếng kê tay để xử lý rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Lưng hông này, lưng hông bộ gỗ rô số rất là đẹp nha. Đó, con này là sờ keo 630 nha mọi người. Đó, bản cần 50 nha. Đó, size lady 7/8 nha mọi người. Đó, cho mọi người xem qua nè. Đèn cũng rất là đẹp. Nếu mọi người có ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mời mọi người ghé shop em test trực tiếp nha. Địa chỉ shop em là 226/8/5 Lê Trọng Tấn, phường Tây Tạnh, quận Tân Phú nha mọi người. Đó, nếu mọi người ở xe thì liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em nha. Số điện thoại của em là 0977729819 nha mọi người. Đó, cái này em bán giá sale còn 4 triệu. Đó, em tặng bao da hoặc là hộp mỏng để ship xe nha mọi người. Đó, em bảo hành 2 năm ra hàng trên toàn quốc nha. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.